nghĩ trời. Cái này ăn trộm vô nó không biết. Ủa mình ăn trộm mà ta. Trời đất thánh thần thiên đụng ăn cái gì là thúi vậy cha. Trời ơi bỏ đi nha, muốn ăn chết luôn hả? Làm gì vậy? Anh trộm với làm gì? Không thấy hả? Nghe mà lâu rồi. Thấy thôi nha. Mật khẩu là gì đây? Bạn quân. Tao biết mật khẩu là bạn thằng quân rồi, nhưng mà ai biết bạn quân là thằng nào? Tao là ăn trộm chứ thấy thằng bạn gì đâu. Về vô phải không? Mà có cục sạc hay không? Trời ơi, mày ăn cướp mà mày làm phiền, ăn trộm mày làm phiền với mày. Kìa sang chiếc phòng nè. Thôi lấy luôn. Lấy nước đi. Mày đi thổi con tiền không? Thôi. Thôi cho 20 ngàn là cạn thổi luôn đi ông nội. Cho mày luôn miếng bớt. Mày làm gì nè. Cảm ơn nha. Rồi cái thẻ cho em này rồi mật khẩu là gì? 0933 3309. 0933 3309. Rồi chị đã nhớ rồi. Cảm ơn nha, đi nha. Rồi mày đi, mày ơi. Tắt đèn tao cái ơi, tao ui. Mày đang nào có đèn, mày có đèn gì vậy? Rồi đi con tắt đèn ông nội ơi. Mất mệt, ông ghê á. Nhớ cái đống cưa gầm tao nha. Đây đúng không? Hả? Rồi đống cưa gầm được luôn đúng không? Mày tắt cái đó rồi, nó cái gì? Ok. Rồi cái gọi xin tắt cho. Rồi đi nha, bye nha, ngủ luôn đi.